Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một lô đất mặt tiền nằm trên trục đường số thuộc khu dân cư Hương lộ 5, phường An Lạc, quận Bình Tân. Chủ tài sản đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Với diện tích ngang 6 dài 14, công nhận trên sổ là 84m², đất ở đô thị 100%, đất trống tiện xây dựng mới, khu được xây dựng tự do hoặc theo chuẩn là trệt, hai lầu và sân thượng, thuộc sở hữu cá nhân, đầy đủ giấy tờ để công chứng mua bán. Hướng chính là hướng Đông Nam và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 8 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tịch.